Chào mừng quý vị đã đến với chuyên mục thời sự. Chúc quý vị có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Và sau đây mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. 22 năm sau bộ phim Đất Phương Nam, cuộc sống cô đơn và nhọc nhằn của thằng Co. Bộ phim Đất Phương Nam ra mắt vào năm 1997, chuyển thể từ tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Đây được xem là một trong những phim truyền hình chuyển thể thành công nhất từ tác phẩm văn học. Sau hơn 22 năm ra đời, bộ phim vẫn tiếp tục được trình chiếu trên nhiều kênh truyền hình địa phương, nhận được sự mến mộ của nhiều tầng lớp khán giả. Với những khán giả yêu mến bộ phim thì không thể quên được hai diễn viên nhí đóng vai chính đó là bé An và Cò. Hai nhân vật này đã in đậm trong lòng công chúng yêu phim. An và Cò trở thành một cặp bài trùm trong Đất Phương Nam. Thế nhưng ngoài đời, số phận của Hùng Thuận và vai An và Phùng Ngọc diễn vai Cò lại hoàn toàn ngược nhau. Bộ phim kết thúc, khán giả thì thấy Phùng Ngọc thỉnh thoảng thích thiền với vai phụ trong một số bộ phim rồi dần dần biến mất khỏi showbiz Việt. Ba năm qua, Phùng Ngọc vất vả bươn chải kiếm sống đủ nghề, mồ côi mẹ từ năm 6-7 tuổi. Phùng Ngọc chỉ còn là cha, nhưng anh cũng không gần gũi nhiều với cha của mình. Từ đó, Phùng Ngọc đã theo một người bác lên Sài Gòn giúp việc nhà và đi theo phụ ông làm ảo thuật. Được trời phú với sự thông minh nhanh nhạy, Phùng Ngọc dễ dàng nắm bắt những chiêu trò ảo thuật của bác và trở thành người phù việt đắc lực của ông trong các buổi diễn. Trong một dịp, theo bác vào đài truyền hình quay chương trình Tết, Phùng Ngọc cũng như bao đứa trẻ khác, ngồi bên ngoài đợi và bày đủ trò nghịch ngợm trong khi chờ người lớn. Tình cờ cậu bé gặp được đạo diễn Nhâm Minh Hiền, khi đó là phó đạo diễn của phim Đất Phương Nam. Chính đạo diễn là chủ động dắt Phùng Ngọc đến gặp đạo diễn Vinh Sơn để thử vai. Khi đạo diễn giao vai diễn thử trong một đoạn Đất Phương Nam, đó là đoạn thằng Cò trên lên cây và nhớ về mẹ. Bằng cảm xúc của một cậu bé mồ côi, Phùng Ngọc đạo diễn như không diễn. Lập tức đạo diễn Vinh Sơn đã mời cha ruột của Phùng Ngọc lên đài truyền hình ký hợp đồng. Tự nhận có năng khiếu trời cho, dù không được đào tạo bài bản, nhưng Phùng Ngọc chỉ cần đọc qua lời thoại vài lần là đã có thể nhớ và diễn được ngay. Sau khi Đất Phương Nam lên sóng, bên cạnh một thằng An ngây thơ, khán giả cũng dành nhiều tình cảm cho thằng Cò lém lỉnh. Những ký ức vất vả thay cha học nghề cắt chìa khóa rồi đến cắt tóc là những kỷ niệm không bao giờ quên. Riêng nghiệp diễn không đủ trang trải cuộc sống, anh đã phải lăn lộn kiếm sống bằng nhiều nghề. Không có công việc ổn định, anh cũng chẳng có chỗ ở cố định. Cuộc sống tuy vất vả, anh luôn sống vui vẻ, đi tới đâu người ta cũng thương, người ta cũng quý.